Anh Thông ơi anh Thông, khách muốn chụp trong lồng kính giống như này nè. Đặt cái hộp nhựa này á, bèo lắm cũng phải 2 tuần, 3 tuần á. Bây giờ khách cần gấp không? Khách muốn trong tuần sau có liền luôn. Nếu mà tuần sau có luôn thì bây giờ như thế này đi, chụp trong studio với phông trắng đơn giản đi. Rồi sau đó anh ứng dụng cái công nghệ mới đưa vào trong cái hình ảnh này. Khách của Tony có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đến mức tưởng là xé từ chuyện bước ra luôn á. Bạn khách chia sẻ là họ yêu nhau từ năm cấp 2 và cũng là mối tình đầu cho đến ngày hôm nay luôn. Đúng 7 năm trọn vẹn trong sáng. Bạn nữ nói là bạn nam cưng chiều bạn nữ đến mức muốn cho vô tủ kính cất để khỏi ai cướp đi. Hai bạn quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 này nên mong muốn có một bộ ảnh cưới tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Hôm nay Tony sẽ cho ra mắt concept hoa trong lồng kính. Bình thường các bạn làm nguyên một cái lồng kính rồi set up hoa vào thì sẽ khá là cực, mất rất nhiều thời gian. Nay với công nghệ Redip Style mới của bên Tony thì cô dâu chú rể chỉ cần chụp một cái bộ ảnh phông trơn đơn giản, sau đó team design của Tony sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện bức ảnh hơn. Concept này đảm bảo là Tony nói là hoàn toàn mới lạ luôn so với những concept trước đây. Một cái lưu ý nhỏ là những concept này hiện tại Tony đang thực hiện trên người mẫu và cũng có thể áp dụng được ở trên khách hàng của mình. Nếu mà người mẫu thành công và khách hàng yêu thích cái concept đó thì Tony mới thực hiện cho khách hàng, chứ không bao giờ Tony lấy khách hàng của mình ra để test những cái sản phẩm mẫu mới. Các bạn thấy concept mới lạ này của Tony như thế nào? Comment cho Tony biết với nhé.